Chào các bạn nha. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn cái món là cá xào với rau cần. Thì cái món này thì nguyên liệu đầu tiên là cá nhá. Rồi tiếp đến là rau cần và các cái gia vị gồm là gừng này, hành này, tỏi này, ớt. Đấy, bây giờ bắt đầu mình bắt tay vào chế biến cho các bạn xem nhá. Tôi chế biến cá nhá. Đầu tiên là tôi lọc phi lê cá ra để tôi lấy tôi xào. Sau khi tôi phi lê ra nhé, bây giờ tôi xử lý cá nhé. Thì đầu tiên là tôi xử lý cái mẹo của tôi hướng nhân đây thì tôi hướng dẫn cho các bạn là cái món cái cách làm cá lúc xào nó không bị nát mà miếng cá nó dai và không bị tanh nha. Các bạn nhớ thái cá lát mỏng thôi nhá, mình xào nó nhanh chín. Bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cái mèo khử cá không có tanh mà miếng cá dai nhé. Đầu tiên là tôi cho nước sôi lên, xong tôi cho gừng vào. Đây tôi cho một ít rượu trắng vào nhá. Sôi xong bắt đầu tôi cho cá vào cái chân ra. Chân mà khi các bạn thấy những cá nó săn lại thì các bạn vớt cá ra là vừa, đừng có chần lâu quá cá nó nát, nó chín rồi sao mất ngon. Cá sau khi tôi chần xong như này nhá, miếng cá nó sẽ không có bị nát. Đấy. Bây giờ tôi bắt đầu tôi xào cho các bạn xem nhá. Đầu tiên là mình cho dầu vào. Sau khi dầu nóng rồi thì mình cho tất cả các cái gia vị gồm hành này, tỏi này, ớt này. Đấy, mình đã chuẩn bị gừng, mình chuẩn bị ớt. Cho vào dầu. Đấy các bạn, cho vào. Đảo đều tay nha các bạn, đừng nhớ là đừng có ngoáy đũa, nó nát. Lúc này thì xào khoảng 3 phút là cá nó chín. Cá này rồi lúc đấy nên đến các loại gia vị nha. Mắm muối đi kèm. Đấy, thấy không các bạn, thấy không? Mình xào miếng cá nó vẫn còn này, thấy không? Cá nó sẽ dai. Sau khoảng 3 phút thì cá chín nha các bạn. Xong rồi mình tắt bếp, mình vớt cá ra xong mình xào cần riêng nha. Mình cho cần vào xào nha. Rau cần thì nhớ cho tí của nó vào cho cần đậm đà. Các bạn nhớ là xào cần tái nhé, đừng có xào chín quá mất ngon. Sau khi mà xào cần xong rồi mình cho cá vào nha. Đấy, hấp dẫn chưa. Đấy, các bạn thấy không, miếng cá vẫn còn nguyên nhé. Cần tái cãi như nhá, thì cần chỉ tái này thôi. Đấy, bây giờ mình tắt bếp, mày nó trình bày nhá. Đấy nhá, đây là đĩa cá sau khi tôi đã xào nhá, cá xào rau cần nhá. Đây, tôi quay cận cảnh các bạn xem nhá. Đây, miếng cá vẫn còn nguyên này, thấy không? Miếng cá vẫn còn tươi nguyên. Đấy. Cá rất là thơm nhá, dậy mùi nhá. Hành gừng thơm. Miếng cá không có bị nát. Miếng cá cho các bác xem nhé. Đây, thấy không? Thấy không? Miếng cá chín. Miếng cá vẫn còn nguyên nhé. Đấy. Đấy, các bác thấy không? Đấy, quan trọng nhất là lúc mà các bác chần qua cái nước gừng với rượu thì khử tanh là miếng cá nó săn giòn lại, nó không có bị